Mặt nạ sinh học Coco Aqua có tác dụng tối ưu khả năng hấp thụ nước của da, cải thiện độ ẩm, giảm sự mất nước giúp da khô trở nên mịn màng, cung cấp độ ẩm tới từng tế bào giúp da đủ ẩm, kiềm dầu và xe khít lỗ chân lông cho da dầu. Sản phẩm kích thích trao đổi chất và hô hấp ở tế bào giúp tái tạo vùng da tổn thương, thu nhỏ lỗ chân lông. Được lên men từ 100% nước dừa tươi, chiết xuất nhân sâm, hoa kim sa, hoa cúc và công nghệ độc quyền nạn oxen tạo nên sản phẩm lành tính, phù hợp với cả da nhạy cảm, đối tượng sử dụng, mọi độ tuổi, giới tính, đặc biệt là da khô, da thiếu nước, da dầu, da hỗn hợp và da có mụn đầu đen ở mũi. COCO là thương hiệu mỹ phẩm sinh học đầu tiên tại Việt Nam, chuyên nghiên cứu và sản xuất các loại mỹ phẩm sinh học từ nguyên liệu thiên nhiên. Nổi bật có dòng mặt nạ da sinh học được lên men từ 100% nước dừa tươi Bến Tre, được chứng nhận bởi FDA Hoa Kỳ và được xuất khẩu tới các quốc gia khó tính như Mỹ, Singapore, Malaysia và Úc. Mặt nạ sinh học Coco Aqua, mặt nạ quốc dân dành cho mọi loại da. Mặt nạ Coco Aqua được sản xuất theo công nghệ độc quyền nạn oxen, đưa dưỡng chất và độ ẩm dạng sợi phân tử kích thước nano vào tế bào da, giúp da khô được cấp ẩm trở nên mịn màng, da dầu giảm tiết dầu và loại bỏ bã nhờn trên da. Công dụng chính của mặt nạ da Coco Aqua. Công dụng chính của mặt nạ sinh học dưỡng ẩm Coco Aqua phải kể đến là giảm bã nhờn và dầu thừa, cấp ẩm, dưỡng ẩm cho da lên tới 12 giờ, tăng độ đàn hồi cho da, lành tính và không gây kích ứng da. Thiết kế đặc biệt như làn da thứ hai, bám khít trên da giúp dưỡng chất thẩm thấu vào da hiệu quả. Thành phần của mặt nạ sinh học Coco có gì đặc biệt? Ngoài điểm đặc biệt là mặt nạ được lên men từ nước dừa tươi, hai thành phần tạo nên sự khác biệt cho mặt nạ Aqua Bio Skin Matte Nạn Oxen là Hyaluronic Acid, chất dưỡng ẩm tự nhiên. Khoảng 50% Hyaluronic Acid trong cơ thể chúng ta tập trung ở khu vực collagen ở lớp trung bì của làn da. Trăm ốp lết, chiết xuất từ hoa kim sa, rễ cây long đờm, dương kỳ thảo, hoa cúc và ngải cứu Artemisia vulgari là những loại thảo dược được trồng ở vùng núi Alps của vùng lãnh thổ của Thụy Sĩ và Pháp. Theo những nghiên cứu khoa học mới nhất, các loài thảo mộc này có hiệu quả trong việc giảm đau, chữa bệnh và chống kích ứng da. Mặt nạ Aqua Bio Skin Matte Nạn Oxen được khuyên dùng cho đối tượng nào? Với chiết xuất từ thiên nhiên lành tính và an toàn, có thể sử dụng cho mọi làn da, mọi độ tuổi và giới tính, đặc biệt với những tình trạng da như da dầu, da khô, da thiếu nước, da có mụn đầu đen, da hỗn hợp, da nhạy cảm. Sai lầm lưu ý khi sử dụng, không đắp mặt nạ Coco Aqua hàng ngày. Nghiên cứu thành phần và công dụng để sử dụng mặt nạ phù hợp với nhu cầu của da. Đắp mặt nạ đủ 40-60 phút, không tái sử dụng mặt nạ. Pinco đánh giá sản phẩm mặt nạ Coco Aqua. Ưu điểm, thành phần tự nhiên, lành tính, giá thành rẻ hơn so với các sản phẩm 3D mát khác trên thị trường. Ôm sát khuôn mặt, tiện lợi cho những người thiếu thời gian chăm sóc da mặt, có thể vừa đắp mát vừa làm việc. Sau khi gỡ mát, mặt hoàn toàn khô ráo, chỉ còn lại một lớp dưỡng chất đủ ẩm cho làn da. Da rẻ sau khi đắp mát cũng khá mềm mịn. Nhược điểm, khó sử dụng hơn mát giấy thông thường, vì có 3 lớp nên khi bóc để sử dụng không được tiện. Mức độ hiệu quả không quá nổi bật, chỉ dừng ở mức trung bình khá. Kích thước mặt nạ to hơn so với gương mặt của nữ giới. Nhìn chung đây là loại mặt nạ dưỡng da rất tiện lợi, có hiệu quả dưỡng ẩm rất tốt. Tác dụng của sản phẩm còn phụ thuộc vào cơ địa của mỗi người. Để đạt hiệu quả thì có lẽ bạn nên sử dụng qua một thời gian, đừng quá nóng vội nhé.